Kính thưa quý vị, chương trình phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo miền Nam California xin trân trọng kính chào tái ngộ cùng tất cả quý vị khán thính giả, quý đồng đạo trên băng tần 56.7 của đài Lý Đô Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng tôi xin nói về đề tài tìm hiểu về bố thí, bài viết của Nguyễn Văn Hiệp. Kính mời toàn thể quý đồng đạo, quý khán thính giả theo dõi qua phần trình bày của đồng đạo Kim Liên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bố thí. Bố là bổ ra, rải ra. Thí là cấp cho. Bố thí là đem cái sở hữu của mình giúp cho kẻ khác. Bố thí là hành động hiến tặng vật chất, năng lực hoặc trí huệ cho người khác, được xem là hạnh quan trọng nhất trong Phật Pháp. Bố thí là một trong sáu hạnh ba la mật: lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Đức Thầy từng kêu gọi, cấp cô độc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân, chữ vinh hoa, phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hơn là châu báu. Chúng ta có thể phân bố thí ra làm ba loại sau đây. Số 1, tài thí, đem những gì thuộc của mình như tiền, vải, lúa, gạo, thuốc men, ban cấp cho kẻ nghèo đói, bệnh tật, hoặc góp công của vào việc từ thiện khác. Đức Thầy hằng dạy, của dư cho mượn mới là hảo tâm bố thí ngọc tòa được lên, hay là gặp cơn mưa ta hãy cho tơi, lúc hạn hán từ bi giúp nón. Số 2, pháp thí, dùng lời lẽ trí tuệ giảng dạy đạo lý, nhắc nhở cho người khác nhận biết sự hiểm nguy của sanh tử bằng những lời Phật dạy, với hy vọng họ sẽ hiểu biết và vượt thoát khỏi luân hồi sanh tử. Hoặc ấn tống kinh giảng để người khác được xem nghe, tỉnh ngộ tu hành. Đức Thầy hằng dạy, nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Ai lòng nhân hoặc chép hay in mà truyền bá đặng nhiều phước đức. Ai làm phước in ra mà thí thì được nhiều hạnh phúc sau này. Số 3, vô ý thí, những phương tiện giúp cho người khỏi cơn sợ hãi bằng cách dùng lời lẽ an ủi hoặc đem tính mạng bảo vệ cho người được an ổn. Bố thí còn chia làm hai phần. E, sự tướng bố thí cũng gọi là trụ tướng bố thí, tức là đem tài vật thí ra cho người mà lòng còn phân biệt người là kẻ thọ thí, ta là kẻ bố thí, hoặc khởi tâm mong cầu tiếng khen và được phúc báo, nhân đó làm cho bản ngã càng tăng trưởng, sự tôn ti thêm nảy sanh, khiến cho sự bất bình đẳng một ngày một chất ngất, sẽ phải hưởng cái quả sai biệt nhỏ nhen. B. Lý tánh bố thí, cũng gọi là vô trụ tướng bố thí, tức lúc thi hành công việc bố thí, xét vì lòng từ bi, vì bổn phận mà làm, không hề tham cầu phước báo, cũng không phân biệt nhân ngã, tôn ti và chẳng trụ vào sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp mà bố thí. Đức Phật còn nhắc nhở ông Tu Bồ Đề và bố thí vô sở trụ như sau. Ông Tu Bồ Đề, Bồ Tát thực hành phép bố thí, phải nên vô sở trụ, nghĩa là không nên trụ vào sắc mà làm bố thí, không nên trụ vào thanh, hương, vị, xúc pháp mà làm bố thí. Ông Tu Bồ Đề, tại sao mà Bồ Tát không nên trụ vào sắc tướng mà bố thí như vậy? Vì nếu Bồ Tát không trụ vào hình sắc mà bố thí, thì phúc đức đó không thể suy lường được. Lại nữa, ông Tu Bồ Đề, Bồ Tát không trụ vào hình tướng mà bố thí, thì phúc đức đó cũng nhiều như thế, không thể suy lường được. Ông Tu Bồ Đề, nếu tâm của Bồ Tát còn trụ vào pháp sự tướng mà làm hạnh bố thí, thì cũng ví như người ở chỗ tối tăm không thể trông thấy gì hết.
Còn nếu Bồ Tát làm hạnh bố thí mà tâm không trụ được vào sự tướng, thì như người có con mắt sáng, lại được ánh sáng của mặt trời trông thấy rõ cả hình sắc sự vật. Đức Thầy nay cũng dạy: giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Khi nói đến sự bố thí, chúng ta phải nhận ra có ba yếu tố tạo ra nó rõ, đó là người cho năng thí, món đồ vật thí và người nhận là sở thí. Ba món bố thí mà chúng ta vừa kể trên, tài thí, pháp thí, vô hủy thí, thuộc về vật thí vì cần có người cho và người nhận nữa. Ba yếu tố này rất quan trọng, nếu thiếu một trong ba cái đó thì sẽ không có sự bố thí. Chẳng hạn như có người cầm trong tay một món đồ muốn cho mà không có ai nhận thì không có sự bố thí. Có món đồ mà không có người cho và người nhận thì cũng không có sự bố thí. Có người sẵn sàng nhận đồ mà không có ai cho thì cũng không có sự bố thí. Nếu muốn phân loại thì ta phải căn cứ trên ba yếu tố của sự bố thí mà phân loại. Trên phương diện người cho thì có hai loại: bố thí trong sạch và không trong sạch. Trên phương diện vật thí thì có ba loại: tài thí, pháp thí và vô hủy thí. Trên phương diện người nhận, tức đối tượng của sự bố thí, còn được gọi là ruộng phước, phước điền, thì có hai loại: ruộng phước nhỏ và ruộng phước lớn. Số 1, trên phương diện người thí có hai loại bố thí: trong sạch và không trong sạch. Số 1, thế nào là bố thí không trong sạch? Đó là bố thí vì tư lợi, bất kính, chán ghét, yếu hèn, muốn dụ dỗ, sợ chết, muốn chọc tức, ghen tức, ganh đua, kiêu ngạo, cầu danh, tránh né sự nguy hiểm, muốn mê hoặc lòng người. Tóm lại, bố thí vì một cái tâm xấu xa, không nghĩ đến sự an vui hay lợi ích cho người khác. Thế nào là bố thí trong sạch? Nói một cách giản dị, đó là sự bố thí có tính cách ngược lại những gì đã kể ở phần trên. Bố thí có nghĩa là muốn đem lại lợi ích cho người nhận, nên gọi là sự bố thí trong sạch cho tất cả mọi người. Số 2, trên phương diện vật thí có 3 loại: tài thí, pháp thí và vô hủy thí. Số 1, tài thí lại chia ra 2 loại: ngoại thí và nội thí. Ngoại thí là bố thí những đồ vật bên ngoài như vàng bạc, của cải, quần áo, đồ ăn, thức uống. Nội thí, Đức Phật khi còn là Bồ Tát đã bố thí đầu, mắt, chân, tay cho người khác, hoặc tiếp máu cho bệnh nhân ở nhà thương, hoặc ký giấy hiến tặng những bộ phận trong cơ thể của mình nếu bị chết bất đắc kỳ tử. C. Tài thí chân chính là những đồ vật được bố thí không phải do từ trộm cắp hay cướp giật. Số 2, pháp thí. Thế nào là pháp thí? Pháp thí gồm có: số 1, tất cả những lời nói chân thật, hữu ích, có thể đem lại an lạc cho người nghe. Số 2, giảng dạy chánh pháp của Đức Phật. Số 3, giảng dạy ba tạng pháp, kinh, luật và luận. Số 4, giảng dạy cho người biết hai pháp, Thanh Văn và Bồ Tát. Số 3, vô hủy thí. Vô hủy thí có nghĩa là bố thí sự không sợ hãi, tức là làm cho người khác được an tâm yên chí, không sợ gì cả. So sánh ba loại bố thí, vì thấy vô hủy thí nằm trong tài thí hoặc pháp thí, nên chúng tôi chỉ so sánh tài thí với pháp thí mà thôi. Đa số chúng ta ai cũng biết là pháp thí quý hơn tài thí. Chính Đức Phật đã nói, trong hai loại bố thí này thì pháp thí là trên. Vì sao? Vì nhiều lý do. Phước báo của tài thí vẫn thuộc cõi dục giới, còn phước báo của pháp thí thì có thể nằm trong ba cõi hoặc ngoài ba cõi. Tài thí, tiền của, đồ vật có giới hạn, còn sự pháp thí không có giới hạn, vì tiền cho lâu rồi cũng hết, còn giáo pháp cho hoài không bao giờ hết. Quả báo của tài thí còn thuộc về hữu lậu, trong khi quả báo của pháp thí thuộc vô hữu lậu. Chỉ có pháp thí mới có thể gặt hái được những phước báo giống như các hàng Thanh Văn, Bích Chi, Phật hay Bồ Tát, dẫn người khác đến con đường giác ngộ.
Kinh Phật kể rằng, một hôm Đức Phật đi tản bộ cùng với Ngài A Nan trên thành Vương Xá. Đến một quãng đường có hai trẻ nhỏ, Chaya và Vichaya, đang vui đùa, lấy hết đất sét nắng thành những cái nhà nhỏ. Khi thấy Đức Phật đến gần, chúng rất vui mừng hớn hở. Chaya lấy đất sét nắng thành một cái bánh, thành kính cúi đầu cúng dâng cho Đức Phật. Còn Vichaya lúc đó cũng chắp tay lại cúi đầu theo bạn Chaya. Trong lúc cúng dường cái bánh đất, phát nguyện rằng sau này sẽ làm vua an trị cả một thế giới. Rồi em tụng lên một bài kệ cúng dường Đức Phật. Đức Phật hoan hỷ, đưa tay đón nhận cái bánh đất của em và mỉm cười. Thấy Đức Phật mỉm cười, Ngài A Nan lấy làm lạ nên hỏi lý do. Đức Phật trả lời rằng 100 năm sau khi ta nhập Niết Bàn, đứa bé này sẽ là một vị chuyển luân thánh vương trông coi một trong bốn châu thiên hạ. Và trong thành phố Kusumapura sẽ là một vị minh vương tên là A Dục. Sau khi chia phát những xá lợi của ta xong, nó sẽ xây cất 84.000 bảo tháp để làm lợi ích cho muôn loài. Sự tích trên cho chúng ta thấy ý nghĩa phước báo của một sự bố thí với lòng kính trọng người nhận thật lớn đến với ngần nào. Sau khi phân tách và đi sâu vào chi tiết từng loại bố thí, ta có thể tóm lại như sau. Một sự bố thí được xem là trong sạch và đem lại phước đức, quả báo vô lượng, vô biên, cần phải có 3 yếu tố sau đây. Số 1, người bố thí phải có tâm trong sạch. Số 2, vật được thí phải chân chính. Số 3, người nhận phải được kính trọng tối đa. Tóm lại, hãy đứng ra bố thí thì không cần sự báo đáp của người được bố thí, mà cũng không cần cái phước báo của việc bố thí là người tín đồ Phật giáo hòa hảo. Sau khi ý thức được tham hiểm là một trong 10 tội ác thập ác và những tai hại do lòng tham mang lại, chúng ta phải tìm cách trừ khử chúng ta khỏi thân tâm bằng cách mở lòng bố thí, thể hiện đức tánh từ bi, bác ái. Điều này đã được Đức Thầy chỉ dạy trong bài luận về tam nghiệp như sau đây. Hãy nghĩ đến người cũng như mình nghĩ đến mình. Hãy dẹp lòng vị kỷ, tham lam, lo vung trồng phước đức, bố thí cho kẻ nghèo hèn, ráng công phu sám hối để có thể yên vui nơi miền cực lạc, lánh sự giả tạm ở cõi trần. Và trong bài Chư Phật có 4 đại đức, Đức Thầy có bảo ta cũng nên bố thí, nhẫn nhục, trì giới để độ tham, sân, si. Sau hết, nếu đã quy y Phật Pháp, tu hiền theo Phật Đạo thì hạnh bố thí rất cần, chúng ta phải thường xuyên huân tập. Nhất là hạng cư sĩ tại gia thì có rất nhiều cơ hội và điều kiện để thực hành công đức bố thí, như lời Đức Thầy nhắc nhở trong bài khuyên người giàu lòng phước thiện. Nếu đã xả thân tầm đạo đức, mở lòng bố thí ngộ thần ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.